Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã tăng 80% kể từ đầu năm 2023, lần đầu tiên chạm mức 30.000 đô sau 10 tháng. Theo dữ liệu từ Sentiment, năm giao dịch Bitcoin lớn nhất tính đến nay trong năm 2023 đều được thực hiện vào tháng 3. Giao dịch mới nhất được thực hiện trong ngày hôm nay với 20.000 Bitcoin trị giá khoảng 564 triệu đô la. Giao dịch ban đầu được gửi đến một địa chỉ duy nhất trước khi được chuyển đến nhiều địa chỉ khác nhau. Trước đó, 4 giao dịch lớn khác đã được thực hiện. Vào ngày 15 tháng 3, mạng đã xử lý một giao dịch 40.141 Bitcoin, giao dịch lớn nhất vào năm 2023. Tất cả các giao dịch lớn tổng cộng là 136.314 Bitcoin, tương đương hơn 3,8 tỷ đô la. Sau đợt tăng giá mạnh, nhà phân tích của Sentiment đã cảnh báo về rào cản của Bitcoin ở mức 30.000 đô. Theo nhà phân tích, những người nắm giữ Bitcoin rất có thể sẽ chốt lời ở mức giá này, gây ra rào cản lớn cho đà tăng. Đã có một lượng lớn Bitcoin được gửi lên các sàn giao dịch từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 21 tháng 3. Tất cả diễn ra khi giá Bitcoin tăng lên 28.000 đô. Nhà phân tích của Sentiment đang cảnh báo về một dấu hiệu nguy hiểm dựa trên các giao dịch lớn diễn ra vào tháng 3, cũng như số lượng ví nắm giữ từ 10 đến 10.000 Bitcoin tiếp tục giảm. Có vẻ như đã đến lúc cần phải thận trọng. Đà tăng của Bitcoin lên mức 35.000 đô la sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, số lượng nhà đầu tư Bitcoin nắm giữ dài hạn đã tăng đột biến trong thời gian gần đây. Glassnode cũng xác định rằng hơn 50% tổng số Bitcoin đang lưu hành đã không di chuyển trong 2 năm qua. Theo phân tích của Sentiment, tổng số lượng cá nhân và tổ chức nắm giữ Bitcoin trong thời gian dài đã tăng lên gần 45 triệu. Con số này đang tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ đầu năm 2021. Điều đáng nói là Bitcoin đã ở giữa một đợt tăng giá vào thời điểm đó, bắt đầu nằm ở mức khoảng 30.000 đô la và tăng vọt lên trên 64.000 đô một vài tháng sau đó. Tính đến cuối tháng 4 năm 2021, có khoảng 38 triệu holder, trong khi hiện tại, con số này đang hướng đến 45 triệu. Một biểu đồ khác chỉ ra rằng, nhiều nhà giao dịch muốn giữ nguyên tài sản của họ. Nó cho thấy nguồn cung Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 53%, đã hoạt động lần cuối cách đây hơn 2 năm. Trong khi đó, gần 30% tổng số Bitcoin đang lưu hành, tương đương hơn 155 tỷ đô la vốn hóa thị trường, đã không di chuyển trong 5 năm qua, trong khi chưa đến 15% đã hoạt động lần cuối cách đây một thập kỷ. Nhà phân tích cho biết, hơn 2,7 triệu Bitcoin đã bị mất, bị lãng quên hoặc nằm trong tay của những nhà đầu tư kỷ luật nhất trên thế giới. Mặc dù mùa đông tiền điện tử kéo dài đã gây ra thiệt hại đáng kể cho nhiều tổ chức và gây ra sự sụt giảm nghiêm trọng của thị trường, nhưng nó cũng mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội để tích trữ thêm Bitcoin với chi phí thấp hơn. Điều đó được phản ánh bằng việc các nhà đầu tư đã mạnh tay tích trữ Bitcoin trong thời gian qua. Số lượng địa chỉ có hơn 1 Bitcoin là ít hơn 927.000 vào ngày 11 tháng 11 khi FTX nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Con số này đã tăng lên gần 970.000 địa chỉ một tháng sau đó. Vào thời điểm xảy ra cuộc khủng hoảng FTX, Bitcoin đã giảm xuống dưới 16.000 đô la. Tuy nhiên, các nhà đầu tư đã tận dụng sự kiện này và biến nó trở thành một cơ hội tuyệt vời để tích lũy thêm Bitcoin. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.